quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Ngày 29 tháng 7 có những tin nổi bật như sau. Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận với Nga trên Biển Đông. Lực lượng của Hải quân Trung Quốc và Nga theo dự trù sẽ tổ chức một cuộc tập trận định kỳ trên Biển Đông vào tháng 9 sắp tới nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, màn diễn tập quân sự này không nhắm mục tiêu vào bất cứ các quốc gia nào trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Cuộc tập trận nêu trên theo dự trù sẽ diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang một ngày gia tăng trên Biển Đông, sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague của Hoa Lan công bố phán quyết về vụ kiện của chính phủ Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền lãnh hải ngang ngược của Trung Quốc. Phán quyết của tòa cũng cho rằng Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm những tranh chấp trong khu vực qua việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo và vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vào năm ngoái, Nga và Trung Quốc cũng đã tham gia tập trận trong vùng biển Nhật Bản và Địa Trung Hải. Chính phủ Nga từ lâu đã nắm giữ vai trò người ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc trong các vấn đề tuyên bố chủ quyền tại các vùng hải lãnh của Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Trung Quốc bắt giữ một công dân Nhật Bản vì tội danh gián điệp. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đào ngày thứ Năm 28 tháng 7 loan báo, một công dân của quốc gia này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì bị tình nghi là gián điệp. Người đàn ông này đã bất ngờ biệt vô âm tính một cách bí ẩn khi đang có chuyến viếng thăm từ ngày 11 đến 15 tháng 7 ở thủ đô Bắc Kinh. Giới chức trách Tokyo đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với người bị bắt giữ. Truyền thông địa phương cho biết do bị tình nghi tham gia vào các hoạt động gián điệp nên công dân người Nhật Bản đã bị bắt giam. Tòa đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh hiện đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho người đàn ông này. Giới lãnh đạo Nhật Bản ngoài ra còn khẳng định họ chưa bao giờ gửi gián điệp đến thám thính chính quyền Bắc Kinh. Chỉ tính riêng trong năm ngoái đã có 4 công dân người Nhật bị Trung Quốc bắt giữ vì tội gián điệp. Những người hành hương vô cùng vui mừng khi được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francis tại Ba Lan. Vị chủ trang của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, Đức Giáo Hoàng Francis, vào ngày thứ Năm 28 tháng 7, đã chủ tọa một buổi thánh lễ cầu nguyện ngay trước ngôi đền thờ linh thiêng nhất của Ba Lan tại tu viện Janat Gora nổi tiếng, trước sự tham dự của hàng chục ngàn người hành hương đến từ khắp nơi trong và ngoài nước. Đức Giáo Hoàng Francis đã không quên cảm kích những người dân Ba Lan bản xứ vì họ đã luôn nắm giữ đức tin của mình cho dù hoàn cảnh có thay đổi. Ba Lan là một quốc gia có 98% người dân theo đạo Công giáo La Mã. Người dân của quốc gia này đã luôn giữ vững ngọn lửa tôn giáo trong suốt nhiều thập niên bị cai trị dưới chế độ Cộng sản. Trong lúc ban phước lành tại giáo đường Black Madonna of Krastosowar, Đức Giáo Hoàng Francis đã bị vấp ngã và đã được những người gần đó đỡ lên. Thay vì được trực thăng chở tới thành phố Krastosowar thuộc miền nam Ba Lan như dự tính ban đầu, Đức Giáo Hoàng lại được xe hơi chở đến đây vì tình trạng thời tiết xấu. Sau chuyến thăm viếng ngắn ngủi của Krastosowar, Đức Thánh Cha Francis sẽ sang thành phố Krakow của Ba Lan vào cuối ngày thứ Năm để khai mạc Đại hội Thanh niên Thế giới. Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu tấn công vào những xe hơi của phe ISIS ở Syria. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Năm 28 tháng 7 đã quay lại được cảnh tượng những chiếc xe chiến đấu cơ của Liên quân Hoa Kỳ lãnh đạo liên tục không kích xuống thành phố Manjib của Syria, khiến cho nhiều chiếc xe hơi của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS bị tàn phá một cách nặng nề. Được biết vào lúc bấy giờ, những chiếc xe này đang di chuyển trên một con đường tiếp vận quan trọng của lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Tính đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Như đám khói đen cao nguy ngút, đồng thời đã được nhìn thấy bốc cao trên không trung khi chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và các đồng minh oanh kích vào các hạ tầng cơ sở trong khu vực. Cách đây hơn một tháng, Liên minh Dân chủ Syria SDF mà Hoa Kỳ đang hỗ trợ đã bao vây được các tuyến đường huyết mạch dẫn vào cứ điểm của phe ISIS tại thành phố Manjib. Hàng chục ngàn người Syria vốn từng bị mắc kẹt dưới các lằn đạn của thành phố Manjib đã được giải cứu và đưa tới nơi ẩn náu tại các khu vực do phe SDF kiểm soát. Thành phố Manjib tọa lạc tại miền Bắc Syria, giáp ranh với quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi nội chiến nổ ra tại Syria,
tại Madrid có khoảng 120.000 cư dân sinh sống, trong đó có 25% người Kurd gốc Syria. Thành phố này đã bị nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS chiếm đóng từ đầu năm 2014. Tổng cộng có 6 người tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ do Thái ở Ấn Độ, nay đã bị bắt giữ. Lực lượng cảnh sát tiểu bang Himachal Pradesh thuộc miền Bắc Ấn Độ vào ngày thứ Năm 28 tháng 7 đã bắt giữ được thêm 3 nghi phạm, trong đó bao gồm 2 trẻ em tuổi vị thành niên do họ bị tình nghi cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách do Thái tại quốc gia Nam Á này. Sự việc được cho là đã xảy ra từ ngày Chủ nhật tuần trước, khi người phụ nữ nêu trên đang đứng đón taxi đi tới một trạm xe bus ở thị trấn Manali của Ấn Độ. Khi đó, một chiếc xe hơi chở theo 6 người đàn ông lạ mặt tiến tới cho cô đi nhờ xe nhờ. Vì quá nhẹ dạ nên người phụ nữ 25 tuổi đến từ Israel đã bị chở tới một khu vực hoang sơ để cưỡng dâm. Vụ cưỡng hiếp này đã báo động về những mối nguy hiểm luôn rình rập cho phụ nữ ở quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Các trường hợp cưỡng hiếp và tấn công tình dục phụ nữ trong suốt nhiều năm qua đã trở thành một vấn đề nan giải trong xã hội trọng nam khinh nữ của Ấn Độ. Chỉ tính riêng trong năm ngoái đã có lên đến 36.000 vụ cưỡng hiếp được ghi nhận xảy ra tại quốc gia Nam Á nêu trên. Thổ Nhĩ Kỳ cắt chức 88 nhân viên làm việc trong Bộ Ngoại giao. Truyền thông quốc tế loan báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 7 đã chính thức sa thải và cắt chức 88 nhân viên làm việc trong Bộ Ngoại giao do những người này bị tình nghi ủng hộ cho kẻ đứng sau vụ đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7, tức giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều năm qua. Tính cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 13.165 người làm việc trong các cơ quan chính phủ, trong đó có cháu trai của giáo sĩ Fethullah Gulen là ông Mohammed Said Gulen. Ngoài ra, Tổng thống Tayyip Erdogan còn ra lệnh đóng cửa hàng ngàn trường học tư nhân, tổ chức từ thiện và đoàn thể. Giáo sĩ Fethullah Gulen đã phủ nhận là người chủ mưu của cuộc đảo chính, vốn đã khiến ít nhất 246 người thiệt mạng và 2.000 người khác bị trọng thương. Gần 500 người di cư bất hợp pháp được giải cứu tại Sicily. Một video mới lực lượng tuần duyên Ý cung cấp cho thấy họ đã giải cứu gần 500 người di cư bất hợp pháp trên một chiếc thuyền bằng gỗ tồi tàn vào ngày thứ Tư 27 tháng 7 vừa qua. Như vậy, trong suốt 5 ngày trở lại đây, tổng cộng 2.650 người di cư đã được cứu từ chiếc thuyền vượt biên trên eo biển Sicily của Ý. Tất cả những thuyền nhân trên tàu vượt biên đã được chuyển lên một chiếc tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Ý trước khi đặt chân đến thị trấn duyên hải Croton trên đảo Sicily. Hiện các giới chức vẫn chưa xác nhận được quốc tịch của những người này. Tổ chức di cư quốc tế IOM cho biết, chỉ tính trong 2 năm trở lại đây, đã có hơn 320.000 người vượt biên sang Ý bằng đường biển và đã có 7.000 người bị bỏ mạng trong vùng biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, dòng người vượt biên từ Trung Đông và Bắc Phi đến Âu Châu sẽ một ngày một gia tăng, bất chấp nguy hiểm rình rập do thời tiết ấm áp hơn và biển lặng hơn. Indonesia chuẩn bị hành quyết 14 nghi can buôn lậu ma túy. An ninh đã được thắt chặt tại một nhà tù ở tỉnh Cilacap của Indonesia vào ngày thứ Năm 28 tháng 7, ngay vào thời điểm quốc gia này đang chuẩn bị hành quyết 14 nghi phạm buôn lậu ma túy, thể theo chính sách không dung thứ của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo. Người dân sinh sống tại địa phương vào cùng ngày cho biết những chiếc xe cứu thương đã tiến vào hải cảng Wijaya Pura, nơi tàu thuyền đang chuẩn bị đi đến nhà tù đảo Nusa Kambangan, khét tiếng, nơi chuẩn bị hành quyết các 14 tử tù phạm tội buôn lậu ma túy đến gần Nigeria, Ấn Độ và Pakistan. Số người bị xử tử năm nay được cho là cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện đang có đến 152 người đối mặt với bản án tử hình tại Indonesia. Tuy nhiên, những kẻ buôn lậu ma túy sẽ bị mang ra hành quyết trước. Chính sách không dung thứ tù nhân của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã khiến cho mối quan hệ giữa Jakarta và một vài quốc gia trên thế giới bị rạn nứt, trong đó bao gồm cả Brazil và Australia. Một nguồn tin thân cận ngoài ra còn cho biết 14 người này sẽ bị mang ra xử tử vào ngày thứ Sáu 29 tháng 7 tới đây.
Brazil bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi hỗ trợ cho nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Lực lượng cảnh sát Brazil vào ngày thứ Năm 28 tháng 7 đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi có liên hệ mật thiết với nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tại thủ đô Rio de Janeiro, nơi đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic 2016 vào đầu tháng sau. Giới truyền thông địa phương cho biết nghi phạm Chaka Laung, 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ bên trong một căn tư gia tọa lạc tại thị trấn Nova Iguaçu sau khi bị phát giác đăng nhiều lời xin lỗi với nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, luật sư biện hộ của đương sự đã một mực bác bỏ lời cáo buộc này. Được biết trước đây vào năm 2014, Chaka Laung đã bị gặp rắc rối liên quan đến pháp lý sau khi bị cảnh sát Brazil bắt giữ và cáo buộc tội danh tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Cách đây khoảng một tuần lễ, lực lượng cảnh sát Brazil đã bắt giữ được ít nhất 10 người bị tình nghi ủng hộ cho nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS, cũng như lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic vào tháng 8 tới đây tại thủ đô Rio. Các đương sự đã liên lạc với nhau thông qua áp dụng WhatsApp trên điện thoại. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường trên khắp lãnh thổ Brazil, trong bối cảnh sẽ có khoảng 500.000 du khách đến xem Thế vận hội. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Thế giới ngày 29 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mỹ Hạnh xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.